Bạch sư cho con hỏi, việc ăn chay trường mang đến lợi ích gì? Nó có quan trọng hay không? Nếu như chúng ta ăn mà ăn một đời sống mà ăn nhiều rau củ, nhiều rau quả thì nó tốt cho hệ tiêu hóa. Gọi là nghiên cứu y tế đó, cho thấy là một chế độ ăn nhiều rau củ thì tốt cho sức khỏe và tốt cho hệ tiêu hóa, chứ không phải ăn chay. Quý vị biết là sư kỵ nhất cái vụ ăn chay mà mình vớt chơi toàn bị căng không? Rồi ăn chay mà ba cái thức ăn chay công nghiệp nó độc lắm nha. Chẳng những nó không có lợi ích gì mà nó còn hại cho sức khỏe nữa. Cho nên người ta nói là cái người mà ăn, người ta không gọi là người ăn chay. Ở nước ngoài ta gọi là vegetable, tức là cái người mà ăn nhiều rau củ, người ăn rau củ. Thì cái chế độ ăn mà nhiều rau củ nó tốt cho sức khỏe. Thì người ta nghiên cứu và chứng minh được điều đó. Thì sư đồng ý việc đó. Tức là khi mình ăn mà mình ăn nhiều rau củ thì nó tốt cho sức khỏe hơn. Còn cái việc ăn chay, tức là từ chối ăn thịt cá, thì phải hỏi là cái lợi ích mà quý vị mong muốn đạt được đó là gì. Để phát triển tâm từ thì chúng ta phải thực hành tâm từ, chứ không phải là chúng ta chỉ lo ăn. Có những người đó ăn chay trường bao nhiêu năm mà sân vẫn cứ sân, mà tham vẫn cứ tham, giới thì không giữ. Mà sư thấy một điều rất là lạ là người ta thích ăn chay hơn thích giữ giới. Đếm cái số người mà ăn chay thì nhiều lắm. Ăn chay trường 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, nhiều. Nhưng kiếm người giữ năm giới trọn vẹn á, một năm thôi, kiếm đâu ra? Mà tại sao người ta thích ăn chay? Tại ăn chay nó dễ hơn, giữ giới nó khó. Ăn chay được khen, người ta thấy liền, thấy ở ngoài á. Còn giữ giới là cái chuyện của mình á, không ai thấy cũng không ai khen. Sư nói thiệt, sư gặp quý vị mà quý vị dám khoe với sư, bạch sư, trong một năm nay con giữ năm giới trong sạch, sư xa thú. Sư sẽ rất hoan hỷ. Và đảm bảo quý vị đi đâu quý vị khoe chư tăng cũng hoan hỷ. Dám không? Đừng nói 5 năm, đừng nói 10 năm, 1 năm thôi. Thưa với chư tăng bạch quý ngài, trong một năm qua là con giữ năm giới trong sạch. Điều đó nó quan trọng hơn. Muốn có tâm từ thì phải thực hành rải tâm từ, phát triển tâm từ, chứ không phải ăn là mình có tâm từ. Cái thứ hai, muốn giảm bớt nghiệp sát sanh thì mình phải kiêng sát sanh, chứ không phải là mình ăn chay thế là kiêng sát sanh. Tại vì tại sao sư nói như thế? Quý vị bây giờ ở miền Tây là cái khu vực trồng lúa rồi trồng trái cây rất là nhiều. Đi ra hỏi, mà thậm chí quý vị ở đây sư tin là
Bây giờ ở đây có bao nhiêu vị là có trồng lúa và trồng trọt trái cây, có ai có không giơ tay? Bao nhiêu người? À, cũng ít ha. Rồi. Mà người ta nói đó, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi. Tức là dù cho quý vị không tự tay trồng, quý vị cũng thấy người khác trồng. Sư hỏi quý vị, thế khi mà đào đất á, có con này con kia nó chết không? Rồi khi mà chúng ta trồng một cái khu vườn lên á, hoặc là một mảnh ruộng lên á, mình có xịt thuốc trừ sâu không? Rồi mình có tính cái vụ đó hay không? Cho nên tất cả các sinh hoạt ở đời á, mà mình đòi không ảnh hưởng đến chúng sanh khác, quý vị tính cho sư coi những nghề nghiệp nào, trừ những nghề thủ công thôi. Rồi khi mà những cái bộ đồ mà chúng ta mặc đây nè, quý vị có biết là cái ngành thời trang nó chịu trách nhiệm cho 10% ô nhiễm của thế giới này không? Nó ô nhiễm ngang với lại xăng dầu á. Mà ngành thời trang nó ô nhiễm, nó kéo theo cái gì? Vô số chúng sanh chết vì nó, vô số người bệnh tật chết vì nó. Rồi quý vị có vì cái chuyện đó mà thôi mình nghỉ mặc, khỏi mặc đồ không? Quý vị biết là ở thời Đức Phật á, có một cái giáo phái là giáo phái Ni Kiền Tử, là Ni Gan Thá. Họ chủ trương là chùa lũi không mặc đồ, không gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì á, còn mặc đồ á là người ta còn dệt vải, người ta còn nhuộm vải, nó làm ô nhiễm môi trường, cho nên khỏi mặc đồ. Ăn thì chỉ lượm trái cây ở trong rừng á, nó rớt xuống mà ăn thôi, chứ không có nhận đồ ăn của ai hết. Tại vì đồ ăn đó là người ta phải trồng trọt, mà trồng trọt là ảnh hưởng đến chúng sanh khác, cho nên là không nhận, chỉ lượm trái cây trong rừng thôi. Thì họ cho đó là trong sạch. Nhưng Đức Thế Tôn nói họ là những người tà kiến, là những kẻ cực đoan. Họ sợ những cái không đáng sợ, còn cái đáng sợ họ lại không sợ. Xin thưa, nếu như mà quý vị sợ hãi đến mức độ đó là sư đảm bảo quý vị chắc có lẽ chắc cũng giống Ni Kiền Tử, không dám ăn, cũng không dám mặc luôn. Tại vì ăn ăn một cái chén cơm để người ta trồng được lúa ra gạo ra cơm thế này là người ta phải phun thuốc trừ sâu nè, rồi người ta phải cày cuốc đất vậy thôi, nhìn rồi khỏi ăn. Nhưng không, mình vẫn ăn bình thường. Rồi khi chúng ta bệnh, chúng ta đi vào bệnh viện, chúng ta uống thuốc. Quý vị có biết là nền y tế nó phát triển được là có vô số những cái con động vật á, nó làm vật hy sinh luôn. Người ta muốn nghiên cứu cái thuốc chữa ung thư, người ta phải làm cho con chuột đó nó bị ung thư, làm cho con thỏ, con khỉ nó bị ung thư, rồi người ta nghiên cứu làm sao để người ta chữa. Mà cho tới bây giờ thuốc chữa ung thư thì chưa có, mà những con bị người ta làm cho ung thư á, mà nó chết á, nhiều vô cùng. Rồi chúng ta nói cái gì? Vì sự nghiệp của loài người hả? Cho nên chúng ta cần phải có một cái nhìn có chánh kiến, khách quan, trung thực. Tốt nhất là chúng ta tuân theo lời dạy của Thế Tôn. Tuy nhiên, nếu như quý vị có cái thói quen ăn chay thì nó vẫn tốt, vẫn bình thường.
Nhưng nếu quý vị xem việc ăn chay đó là biểu hiện của đạo đức thì xin thưa là không. Quý vị xem việc ăn chay đó là một phương pháp để tu thì xin thưa là không. Bởi vì nếu như việc ăn chay là một biểu hiện của đạo đức, Thế Tôn đã kêu gọi ăn chay rồi, chứ không chờ đến khi Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Thế Tôn ra giới luật chư tăng không được ăn cá thịt, Đức Thế Tôn từ chối. Nếu việc ăn chay á, là một phương pháp tu á, Đức Thế Tôn đã kêu gọi các vị tỷ kheo hãy ăn chay rồi, chứ không chờ đến khi Đề Bà Đạt Đa yêu cầu các vị tỷ kheo phải ăn chay, Đức Thế Tôn từ chối. Nó mâu thuẫn. Sư tôn trọng quyết định ăn uống của quý vị, nhưng chúng ta phải có cái nhìn đúng sự thật và khách quan. Cho tới bây giờ sư vẫn ủng hộ việc ăn nhiều rau củ bởi vì nó tốt cho sức khỏe. Chứ còn ăn chay mà ăn cái kiểu mà bị căng với ba cái chai công nghiệp á, là không có nên, nó độc hại dữ lắm.